Hey, và các bạn đã quay trở lại với channel của Chiếm Tài Mobile. Lại là mình đây, Hùng20cm đây. Hôm trước thì mình làm video về bộ loa sau 3 Remax RTS 10 rồi. Và hôm nay đang có đây chính là bộ loa sau 3 RTS 20, thế hệ tiền nhiệm của RTS 10 hôm qua mình đã review. Thực ra thì mình chỉ nói đây là thế hệ tiền nhiệm thôi. Tại vì sao? Đây không tính là bản nâng cấp. Tại vì những gì mình trải nghiệm được sau 2 ngày thì mình thấy rằng cái bộ sau 3 RTS 10 so với RTS 20 thì nó không có độ chênh lệch. Thậm chí là RTS 10 nó còn có một vài điểm nhỉnh hơn cả RTS 20 đang có trên bàn mình đây. Và chúng ta cùng nhau bắt đầu video để xem là với bộ sau 3 RTS 20, một bộ sau 3 có phân khúc giá tầm hơn 2 triệu một chút, thì nó sẽ có những gì và chất âm của nó ra sao. Ok, nếu bạn nào quan tâm về mức giá của bộ sao 3 RTS 20 thì đừng quên click vào đường link ở phần mô tả video. Ở Chiếm Tài Mobile đang có mức giá rất tốt cho sản phẩm này. Thứ nhất thì mình sẽ nhìn về thiết kế của chiếc RTS 10 so với RTS 20. Thì với chiếc RTS 20 này thì nó có đôi phần khác biệt về mặt thiết kế. Thứ nhất thì khi mình nhìn về phần súp, thì súp của chiếc RTS 20 này thì nó sẽ có đôi phần to hơn so với RTS 10. Nó sẽ to hơn về chiều ngang nhưng mà chiều cao của nó sẽ không bằng. Với cái phần súp của RTS 20 này thì nó sẽ có chiều dài đâu đó tầm 40-50cm, có chiều rộng thì tầm 30 các bạn ạ. Và chiều cao của nó sẽ tầm 10cm. Như vậy là nó khá là dẹt, chính vậy nó sẽ phù hợp để dưới kệ TV chẳng hạn. Và nói về phần sau 3 thì sao? Phần sau 3 này thì nó sẽ có thiết kế thì sẽ là na ná. Tuy nhiên thì về cái mặt lưới ở phía trước, các bạn thấy rằng là với chiếc RTS 10 thì nó gần như là full lưới, chính vậy nó sẽ giúp khả năng tán xạ âm thanh của nó trở nên tốt hơn. Còn với chiếc RTS 20 này thì nó sẽ có đôi phần kết hợp giữa chất liệu là lưới kim loại cùng với đó chính là chất liệu nhựa bóng. Và với cái nhựa bóng này mình thực sự là chưa được thích cho lắm. Tại vì với chất liệu nhựa bóng này, khi mà trẻ con hay là có một cái vật thể gì đấy va quẹt vào đây thì nó sẽ để lại những cái vết dơ cũng như những cái vết xước và không thể nào khôi phục được. Và đây là một trong cái điều thực sự là mình chưa thích về chiếc sao 3 RTX 20 này. Bây giờ thì mình sẽ đi sâu về chi tiết tổng thể nhé. Thì với chiếc RTX 20 này, ở cái phần súp thì các bạn sẽ có ở đây là cái mặt trước, các bạn sẽ không có bất kỳ một cái lỗ thoáng khí hay là cái loa súp nào mặt trước cả. Mà cái loa súp của chiếc RTX 20 này nó sẽ để ở cạnh dưới, và loa súp hiện tại so với RTS 10 nó chỉ có công suất là 40W, nhưng với loa súp của RTS 20 thì nó sẽ có công suất là 60W, như vậy nó sẽ lớn hơn so với RTS 10. Cùng với đó thì ở mặt trước các bạn sẽ có logo Remax ở đây, và đây chỉ là một cái tấm trang trí thôi nhé các bạn. Và bên cạnh phải, cạnh trên cũng như cạnh trái thì các bạn sẽ không có gì cả, nó chỉ được làm từ chất liệu đó chính là gỗ và sẽ được phủ lên một cái lớp tông màu đen nhám để tránh trầy xước, cũng như là với tông màu đen nhám này thì mình thấy khá là thích mắt và nó sẽ dễ dàng cho các bạn lau chùi cũng như là nó sẽ bền màu hơn so với những cái màu khác. Quay trở lại phần mặt sau thì các bạn sẽ có ở đây chính là cái lỗ thoáng khí của loa súp này. Cùng với đó thì nhìn qua bên trái một chút, các bạn sẽ có ở đây là công tắc bật tắt on off, và các bạn sẽ có một cái nút pair. Và tại sao lại có cái nút pairing này? Tại vì với chiếc loa súp này cùng với lại sao 3 của chiếc RTS 20 là cái nối không dây chứ không phải có dây như là RTS 10. Đây cũng là một trong những điểm cộng so với RTS 10 nhá. Và các bạn sẽ có dây nguồn trực tiếp là 220V, các bạn chỉ cắm vào nguồn điện dân dụng là sử dụng thôi. Còn nói về cái phần sao 3 này thì sao? Sao 3 của chiếc RTS 20 thì như mình đã nói rồi, khác biệt về phần lưới cũng như khác biệt về phần miếng nhựa ở phía trên. Cùng với đó thì cái điểm lớn nhất nâng cấp mà mình thấy rằng nó đáng đồng tiền bát gạo đó chính là với RTS 20 các bạn có thể tách làm đôi và có thể là để hai loa hai bên tạo hiệu ứng âm thanh vòm các kiểu các kiểu. Cái này thì một lát nữa mình sẽ nói sau nhé. Tại vì khi tách ra thì các bạn cần phụ kiện để liên kết hai cái loa này là một. Và mặt trước thì các bạn sẽ có đây là bốn đèn thông báo trạng thái. Thì với cái đèn này nó sẽ hiển thị Bluetooth, AUX hoặc là USB. Và ở phía trên cái phần chính giữa này các bạn sẽ có đây là phím bật tắt tăng giảm âm lượng PayPal cũng như là chuyển bài nách bài. Đó, ở phần mặt sau thì các bạn sẽ có ở đây là vị trí của hai con ốc ở bên trái cũng như hai bên phải, các bạn sẽ có hai con ốc. Thì hai con ốc này nó sẽ giúp các bạn có thể gắn được vào tường, và một chút nữa mình sẽ nói những cái phụ kiện gắn vào tường sau nhé. Ở đây thì mặt sau các bạn sẽ còn có rất là nhiều cổng kết nối như là cổng USB, như là cổng HDMI có nguồn ra là ARC, nguồn điện DC 19V, và các bạn có cổng optical. Thì cái cổng optical này đi chính là cái cổng SPDIF các bạn ạ, có thể gắn kết nối với TV hoặc là những thiết bị có nguồn ra âm thanh chất lượng cao. Và các bạn sẽ có những cái cổng hoa sen ở đây thì nó sẽ tương thích với rất nhiều các thiết bị khác nhau. Tuy nhiên thì có một điểm yếu mà mình thấy là không được thích lắm trên chiếc RTS 20 này, đó chính là nó sẽ không có cổng AUX 3.5 các bạn ạ. Thì đó chính là thiết kế của cái phần súp cũng như là cái phần sau 3 này. Và nói về phụ kiện đi kèm thì phía trong các bạn sẽ còn có một cái hộp trắng trắng nhỏ nhỏ này, nó sẽ chứa toàn bộ phụ kiện của chiếc sao 3 này. Tuy nhiên thì mình cũng sẽ bỏ qua cái phần mở hộp, tại vì hộp nó hơi cồng kềnh các bạn ạ, và khá là to nó, chính vậy thì góc quay của mình nó sẽ không đủ sâu hết cho các bạn. Ở đây thì trên cùng các bạn sẽ có một cái cuốn sách hướng dẫn sử dụng của Remax RTS 20. Ở trong này nó sẽ được viết bằng tiếng Anh cũng như là tiếng Trung cho các bạn có thể là dễ đọc hiểu. Và ở bên trong các bạn sẽ còn có đây là một chiếc remote để các bạn có thể là dễ dàng sử dụng với chiếc sao 3 này hơn.
Các bạn sẽ có ở đây là một cục nguồn để cấp nguồn cho chiếc sao 3 này. Và cục nguồn này thì nó sử dụng nguồn điện 220V. Và cục nguồn này nó sẽ cho ra nguồn ra là 18V 2A. Và bên trong thì các bạn sẽ có hai cái đế này. Thì hai cái đế này nó sẽ giúp các bạn có thể là tách hai chiếc loa của chúng ta ra. Và sau đấy thì các bạn có thể là để hai loa hai bên để trên bàn máy vi tính. Thì mình thấy là đây là một thiết kế khá là hay ho. Và gần như là không có chiếc sao 3 nào trên thị trường có thể hỗ trợ khả năng kết nối đa năng như thế này. Cùng với đó thì bên trong các bạn sẽ còn có hai cái phần đệm. Thì hai cái phần đệm bằng nhựa này thì nó sẽ giúp các bạn có thể là gắn được cái sao 3 này vào tường một cách dễ dàng hơn, gắn dưới TV chẳng hạn. Nó sẽ tương tự như là RTS 10. Và các bạn sẽ có ở đây là những cái miếng lót, cùng với đó chính là hai con ốc cùng với hai cái tắc kê. Và ngoài ra thì các bạn sẽ có ở đây là một dây hoa sen, một đầu màu đỏ cũng như là một đầu màu trắng. Thì cái này chính là các bạn có thể gắn trực tiếp vào những thiết bị âm thanh đời cũ như là TV, đầu đĩa âm ly chẳng hạn. Rồi, đó chính là tất cả những phụ kiện có trong cái bộ Remax RTS 20 này. Và mình thấy rằng nó rất là đầy đủ. Và để tách được phần sao 3 của Remax RTS 2 này ra làm hai thì bắt buộc các bạn phải sử dụng với phần đế được tặng kèm như này. Thì phần đế này nó sẽ liên kết hai cái loa của chúng ta lại là một, cũng như cấp nguồn cho cái chiếc loa còn lại nhá. Và bây giờ thì mình sẽ tiến hành tách nó ra làm hai. Rồi, như mình đã nói thì khả năng kết nối của chiếc loa Remax RTS 20 này nó rất là đa dụng. Các bạn có thể kết nối với TV làm sao 3, các bạn có thể kết nối với lại máy tính, các bạn có thể kết nối với laptop, các bạn có thể kết nối với điện thoại, iPad chẳng hạn thông qua Bluetooth này. Đó, ngoài ra thì nó còn có cổng HDMI, các bạn có thể gắn trực tiếp với TV, kết nối một cách đơn giản và dễ dàng cho âm thanh chất lượng cao. Và bây giờ thì mình sẽ cho các bạn trải nghiệm thử xem chất âm của chiếc Remax RTS 20 này nó sẽ như thế nào nhé. Và như vậy các bạn đã cùng mình trải nghiệm được chất âm của chiếc loa Remax RTS 20 này. Thì theo cá nhân mình đánh giá rằng âm lượng của chiếc loa này thì nó sẽ không to bằng Remax RTS 10. Tại sao? Tại vì cái công suất tối đa của chiếc loa Remax RTS 10 nó lên đến là 140W. Trong đấy là 100W dành cho loa sao 3, còn là 40W dành cho loa sub. Còn với chiếc RTS 20 này nó chỉ có công suất là 100W thôi. Trong đấy 60W dành cho cái loa sub này và 40W còn lại thì nó dành cho chiếc sao 3. Chính vậy thì cái độ lớn của nó sẽ không bằng so với RTS 10. Đây là một cái điểm thua thiệt. Tuy nhiên khi nhận xét sâu hơn về mặt chất âm thì mình thấy rằng âm bass của chiếc RTS 20 này nó có phần lớn hơn và nhỉnh hơn so với âm bass của chiếc RTS 10. Tại vì cái loa sub của nó đã lớn hơn so với RTS 10. Còn nói về hai giải còn lại như là treble và mid thì mình thấy rằng là giải treble và mid của cái loa RTS 20 này thì cái độ sáng của nó sẽ không được bằng so với RTS 10. RTS 10 nó vẫn cho cái độ trong trẻo, nhất là cái giải treble RTS 10 rất là ngon. Còn giải treble và mid của RTS 20 thì nó có vẻ như là hơi đục đục nhẹ một chút, nhưng nó vẫn nằm ở mức tốt ở trong phân khúc giá 2 triệu đồng này.
Và với cái sound bar RTS 20 này thì nó sẽ phù hợp với những bạn nào thường xuyên nghe những cái bài nhạc ADM, nhạc điện tử hoặc những bài nhạc sôi động. Còn với những bài nhạc nhẹ thì thực sự là với cái phần sound bar hai bên này nó chỉ có công suất là 40W thì nó không bằng so với lại chiếc RTS 10. Chính vậy nếu bạn nào muốn nghe đa loại nhạc hơn thì mình nghĩ các bạn nên chọn RTS 10. Còn nếu bạn nào thích sự đa năng, sử dụng được nhiều mục đích để có thể là làm sound bar hoặc có thể là làm loa vệ tinh như là RTS 20 này thì có thể chọn em nó. Rồi, đó chính là tất cả những gì mình muốn chia sẻ về bộ sound bar Remax RTS 20 này. Và nếu bạn nào quan tâm về sản phẩm này thì đừng quên click vào đường link ở phần mô tả video. Ở Chiếm Tạo Mobile đang có mức giá rất tốt cho bộ sound bar Remax RTS 20 cũng như là RTS 10. Và nếu bạn cảm thấy video của bọn mình hay và hữu ích thì đừng quên để lại cho bọn mình một like và subscribe nhé. Cảm ơn bạn rất là nhiều. Bye bye.